Việc hiến tặng mô tạng là một món quà vô giá. Bởi đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp nối dài sự sống, mang lại ánh sáng cho những người bệnh tưởng chừng như đã tắt hết hy vọng với cuộc đời. Với tinh thần nhân ái sẻ chia, nhiều người đã quyết định hiến tặng mô tạng để góp phần thay đổi cuộc sống của những người bệnh kém may mắn đang chờ đợi nguồn tạng hiến. Trong đó, nhờ nguồn giác mạc được hiến tặng mà có rất nhiều người tìm lại được ánh sáng. Tuy nhiên, trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây, Bệnh viện Mắt Trung ương lại không thể tiếp nhận nguồn giác mạc do người dân hiến tặng. Lý do được cho là vướng mắc trong cơ chế mua sắm, đấu thầu vật tư y tế. Hơn 62.000 người đã đăng ký hiến mô tạng trong cả nước. Và các bác sĩ ở Việt Nam đã thực hiện được hơn 7.000 ca ghép tạng, chủ yếu là từ nguồn người hiến sống. Đó là những con số biết nói. Đặc biệt, riêng tỉnh Ninh Bình đã có 502 người hiến giác mạc, đem lại ánh sáng cho cả nghìn người. Nhưng 6 tháng nay, rất nhiều gia đình có tâm nguyện hiến tặng giác mạc người thân sau khi qua đời mà không được tiếp nhận. Nguyên nhân theo Ngân hàng Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương là do thiếu hóa chất, vật tư y tế trong tiếp nhận, bảo quản giác mạc. Rất nhiều người dân chẳng may qua đời đã có người thân của họ đã gọi điện chia sẻ với tôi là muốn có được hiến cái giác mạc thân của mình. Tuy nhiên thì cái việc tiếp nhận giác mạc còn rất là thời điểm trong 3 năm vừa qua rất là khó khăn. Đó là cả một số cái cơ sở y tế cũng cái nhu cầu mà nhận giác mạc còn hạn chế. Đây là cái khó khăn nhất ra. Chúng tôi mong muốn rằng là các cơ sở y tế tiếp tục là đầu tư trang thiết bị và cố gắng tạo điều kiện để tiếp nhận những cái tâm nguyện của người dân để chúng tôi nối tiếp cái phong trào hiến giác mạc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự có mặt của Tại Đại hội Hội Vận động Hiến mô Bộ phận Cơ thể Người Việt Nam, các chuyên gia khẳng định ghép tạng được coi là đỉnh cao của y học nhân loại. Nhưng trong thực tế, vẫn còn hàng ngàn người bệnh đang mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến. Có thể thấy, mặc dù công tác tuyên truyền, vận động đã được phổ biến đến cộng đồng, nhưng nhiều trường hợp người bệnh mất đi cơ hội sống ngay trước mắt chỉ vì rào cản đến từ nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận người dân. Đã được học chuyển giao các cái công nghệ. Khi chết đi thì chắc chắn là cái phần thể chất là cũng trở về cho bộ. Thì khi đã chết rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn làm được cái việc có ích nhất là hiến tạng khí chết não cho những cái người mà bệnh hiểm nghèo, cứu sống được rất nhiều người. Thì tôi nghĩ đấy là cái nghĩa cử và đạo đức và cái sự cho đi rất là lớn lao và ý nghĩa. Vì gia đình người thân người ta muốn để lại trên đời còn một cái gì đó để như cơ thân của mình còn sống mãi mà không thực hiện được thì đó là cái không vui. Bên cạnh đó thì cũng tạo một hiệu ứng rất là không được tích cực cho cái phong trào vận động người dân đăng ký hiến mô tạng, bởi vì là người ta đã sẵn sàng đăng ký thì cái di nguyện tâm nguyện đó phải thực hiện. Người tình nguyện hiến tặng một phần cơ thể để dành sự sống cho người khác thì rất xứng đáng được tôn vinh và chúng ta phải có trách nhiệm với họ. Vì vậy, Luật hiến lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác nên được sửa đổi đồng bộ với Luật Bảo hiểm Y tế, theo hướng bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ chi phí xét nghiệm, đánh giá các chỉ số của người hiến tặng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ. Tại Việt Nam, tỷ lệ người bị rối loạn tâm thần chiếm 14,1% dân số, tương đương với 14 triệu người. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, sa sút tâm thần ở nhóm người từ trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là trầm cảm. Tuy nhiên, nhiều người bệnh không được tiếp cận điều trị. Ông Lại Đức Trường, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, với 14 triệu người bị rối loạn tâm thần, với khoảng 1.000 bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nhưng tập trung chủ yếu ở Trung ương và ở các thành phố lớn, nên khoảng trống điều trị bệnh lý này vẫn còn rất lớn, ước tính là 90%. Theo ông Trường, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại nước ta còn nhiều hạn chế khi chưa lồng ghép vào hệ thống chung. Hiện chỉ có bác sĩ chuyên khoa tâm thần mới được chẩn đoán xác định, khi tuyến huyện hầu như không có dịch vụ cung cấp sức khỏe tâm thần. Bên cạnh đó, người bệnh tâm thần chỉ điều trị bằng thuốc, còn tâm lý trị liệu rất hạn chế. Việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng cũng chưa có nguồn tài chính bền vững. Thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2023. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã tăng cường túc trực phân luồng, điều tiết giao thông tại những điểm dự thi và hỗ trợ thí sinh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.
Đầu giờ chiều nay 28 tháng 6, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, lượng phương tiện đến điểm thi không quá đông do một số thí sinh ở lại điểm trường luôn. Nhiều phụ huynh cũng đã đứng ngoài chờ đợi sẵn. So với buổi sáng, đầu giờ chiều nay khu vực điểm thi đã có nắng và khô ráo nên việc di chuyển vì thế cũng dễ dàng hơn. Sáng nay mình đưa con đến đây là lúc 6 giờ 25 phút, 6 giờ 25 buổi sáng. Chiều thì cũng giảm hơn, buổi sáng là mưa, sau mưa nên là cũng nhiều ô tô đưa đón các con ấy. Là các bố mẹ đưa các con bằng ô tô thì nó đông hơn, bây giờ thì thoáng hơn. Buổi chiều thì mình thấy đường thoáng hơn buổi sáng. Buổi sáng thì trời mưa các thứ thì nó cũng tắc hơn. Buổi chiều thì mọi người cũng đi đến thì đường thông thoáng hơn, thuận lợi với cả các em học sinh đón các bạn thì cũng chu đáo. Rút kinh nghiệm từ buổi sáng, việc di chuyển khá chậm do trời mưa, thì chiều nay nhiều thí sinh cũng đã chủ động đến sớm hơn để làm công tác chuẩn bị. Việc đi lại của các bạn thí sinh khá là vất vả tại vì sáng nay có mưa và các bạn cũng di chuyển khá là chậm đến điểm thi. So với chiều nay thì sao? So với chiều nay thì chiều nay có khả quan hơn một chút là các bạn đến sớm hơn và trời cũng có nắng. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông quanh khu vực điểm thi không bị ách tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, ngay từ 6 giờ sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đã phân công lực lượng túc trực tại các tuyến giao thông chính ra vào điểm thi. Ở điểm trường Trung học cơ sở Mai Dịch, quận Cầu Giấy, các tuyến đường trọng yếu như Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Dương Khuê cũng được tổ công tác phân công điều tiết. Lưu lượng phương tiện rồi thì tình hình thời tiết trong buổi sáng ngày 28 tháng 6 buổi thi đầu tiên có mưa, lưu lượng phương tiện đi di chuyển đến vào giờ cao điểm rất là đông. Thì ngay từ đầu giờ sáng thì đội cảnh sát giao thông số 6 đã bố trí lực lượng tại các điểm thi ngã ba, ngã tư nơi dẫn đến điểm thi trường Trung học cơ sở Mai Dịch. Thì ghi nhận trong buổi sáng thì lưu lượng phương tiện đông, nhưng ngay từ sớm thì được sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng thì người nhà thí sinh và thí sinh đã đến điểm thi được đảm bảo an toàn. Còn ở điểm trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phân luồng từ xa. Ngoài việc hỗ trợ tại điểm thi, lực lượng chức năng còn thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhằm phát hiện, giúp đỡ các thí sinh gặp sự cố giữa đường để hỗ trợ kịp thời. Đơn vị đã bố trí cán bộ chiến sĩ phân luồng tại các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại các điểm thi sẽ đảm bảo an toàn, không có sự xảy ra ùn tắc. Nếu mà có tình huống xấu nhất xảy ra thì sẽ có các phương tiện của lực lượng chức năng của đội cảnh sát giao thông số 1 sẽ đưa đến các điểm thi một cách sớm nhất. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, kết thúc ngày thi đầu tiên, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản thông suốt, không xảy ra ùn tắc tại các điểm thi. Trong ngày mai 29 tháng 6, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn phân luồng, điều tiết và hỗ trợ thí sinh, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông tại khu vực dự thi của thành phố Hà Nội.